Thưa quý vị, 10 loại hoa tuyệt đối cấm đặt lên trên bàn thờ vào tháng cô hồn, kẻo thánh thần của phạt giáng đại hạn xuống. Vâng, xin được mến chào quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, theo quan niệm xa xưa thì hoa tượng trưng cho sự thanh khiết, dâng hoa cũng có ý nghĩa đó là dâng lên những điều thiện lành, những điều tốt lành, dâng lên Phật để thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên ông bà và các vị thần linh. Là một việc làm có ý nghĩa quan trọng như vậy, tuy nhiên không phải gia đình nào cũng biết rõ về các loại hoa nên cúng, nên đặt lên trên bàn thờ và những loại hoa kiêng kỵ xuất hiện ở vị trí trang trọng này. Bởi vì bàn thờ chính là nơi trang trọng và uy nghi tuyệt đối, chính vì vậy những loài hoa đặt lên trên bàn thờ cũng phải mang những ý nghĩa quan trọng, thanh cao và hoàn mỹ. Vậy thì khi dâng hoa cúng cần phải tránh những loại hoa nào? Và đặc biệt là vào tháng cô hồn thì nên kiêng cắm những loại hoa nào để tránh được đại họa? Mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 10 loại hoa không được để trên bàn thờ vào tháng cô hồn để luôn giữ được sự tôn nghiêm trên bàn thờ của nhà mình. Trước khi nghe thì quý vị hãy dừng lại và bấm like video này, cùng với đó là đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất từ kênh, có thể biết thêm những thông tin hữu ích hơn nữa. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thứ nhất, hoa phong lan mang vẻ phóng túng. Hoa phong lan là một loài hoa vừa xinh đẹp vừa bền bỉ và tươi lâu, cũng là một loài hoa đại diện cho vẻ đẹp của tình yêu, sự giàu có và trang trọng. Nếu như người con trai nào tặng cho bạn một nhành hoa phong lan thì cũng là dấu hiệu của sự nghiêm túc về tình cảm. Phong lan trắng biểu thị cho trí tuệ, sự thuần khiết, thanh lịch và sự khiêm tốn. Chúng cũng mang ý nghĩa về sự chân thành, lòng tốt và sự thật. Phong lan dùng cho ngày khai trương như là một khởi đầu mới, vạn sự cát tường. Cũng có rất nhiều người tin rằng đây là loài hoa cao quý nên thường mua về để dâng lên bàn thờ. Tuy nhiên, nhiều quan điểm cho rằng chữ phong trong cái tên phong lan gợi đến sự phong tình phóng đãng, cho nên thường không nên dùng để dâng lên Phật tổ hay là chư vị tổ tiên. Thứ hai, hoa ly được cho là sự chia ly. Hoa ly là một loại hoa có vẻ quyến rũ, màu sắc hoa rất rực rỡ và kiêu sa. Nhưng vì tránh đi tên gọi của loài hoa này, hoa ly được cho là đại diện cho sự ly tán và chia ly. Chính vì vậy, tốt nhất chúng ta không nên dùng chúng để dâng lên bàn thờ tổ tiên để mong cho mối quan hệ gia đình dòng họ hay là thậm chí bạn bè đồng nghiệp không bị ảnh hưởng. Thậm chí, kể cả các Phật tử cũng tránh dùng hoa ly để lễ Phật. Tuy không được trưng bày hoa ly tại bàn thờ gia tiên hay bàn thờ Phật, hoa ly lại có thể dâng được ở nơi thờ thánh, nhất là nơi thờ thánh mẫu, bởi sự rực rỡ thơm ngát của hoa ly rất hợp để dâng lên mẫu, cầu xin bình an và may mắn, các bạn nên lưu ý. Thứ ba, cúc vạn thọ có mùi hôi khó chịu. Cúc vạn thọ hay còn gọi là hoa vạn thọ là một cái tên rất hay, có màu vàng tươi hoặc màu cam. Theo quan niệm, hoa vạn thọ có màu vàng tươi điển hình cho sự may mắn và thịnh vượng, ngoài ra nó còn biểu trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu. Tuy nhiên, trong tiếng Hy Lạp cổ đại, tên gọi của nó có nghĩa là bông hoa của người chết. Vì thế, nó thường được sử dụng trong các nghi lễ tín ngưỡng trang trí trên bàn thờ và trồng trong các nghĩa trang lăng mộ. Nhưng ở Hà Nội, Sài Gòn và nhiều địa phương lại không đưa lên bàn thờ vì theo nhiều người, nó có mùi khá hôi. Thứ tư, hoa nhài tượng trưng cho tình yêu trai gái. Hoa nhài có mùi hương dễ chịu, mang trong mình một màu trắng xinh đẹp, nhưng chúng lại bị liệt vào danh sách các loài hoa không nên thờ cúng, bởi vì loài hoa này, chúng liên quan đến câu chuyện dân gian về chuyện trai gái, chẳng hạn như câu nói, bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Chính vì vậy, có nhiều người cho rằng trưng loài hoa này lên trên nơi linh thiêng như bàn thờ là không đứng đắn. Thứ năm, hoa phù dung sớm nở tối tàn. Hoa phù dung là một loài hoa xinh đẹp, mang vẻ đẹp kiêu sa nhưng lại rất mong manh. Hoa phù dung tuy đẹp nhưng có cuộc đời ngắn ngủi, người xưa lại có câu hoa phù dung sớm nở tối tàn. Chúng thay đổi màu sắc theo từng thời điểm trong ngày, từ trắng muốt sang hồng đỏ, rồi sậm dần và lụi tàn khi mà trời sập tối, khiến cho nó trở thành một loài hoa kiêng kỵ cho việc thờ cúng trên bàn thờ Phật cũng như bàn thờ tổ tiên. Thứ sáu, hoa móng rồng gai góc. Hoa móng rồng hay còn gọi là hoa lan cua, tuy là loài hoa có mùi hương rất thơm, thường được dùng để ép lấy hương thơm, ướp trà, nhưng mà chúng lại không được dùng để thờ cúng bởi cánh hoa giống như là móng rồng mang lại cảm giác gai góc và tên gọi của chúng nhiều người cho rằng là không hay. Thứ bảy, hoa đại sứ cùng với truyền thuyết về tình yêu trai gái. Hoa đại còn có tên gọi khác đó là hoa sứ. Đây đồng thời cũng chính là quốc hoa của Campuchia, có mùi thơm, màu đẹp,
trắng tinh khiết, nhưng chúng ta không dùng chúng trên bàn thờ vì theo một sự tích của Lào thì loài hoa này liên quan đến chuyện tình yêu trai gái. Chính vì vậy, chúng ta thường không dùng loài hoa này để thắp hương. Thứ 8, hoa xuyến chi với cái tên dân gian khá lạ. Hoa xuyến chi, dân gian gọi thân mật là hoa phân lợn. Tuy bông hoa nhỏ vô cùng xinh xắn, có công dụng chữa bệnh rất tốt, tuy nhiên loài hoa này chỉ thích hợp để cắm chơi, không thể đặt lên bàn thờ nơi có thần linh gia tiên, bởi cái tên của loài hoa này không đẹp và đây đồng thời cũng chính là một loài hoa dại. Thứ 9, hoa dâm bụt với cái tên không thích hợp. Hoa dâm bụt còn gọi là hoa dâm bụt, có nghĩa là chúng ta viết khác đi chữ R và chữ D. Có màu sắc tươi, bông hoa năm cánh nở to và đẹp, nhưng người ta cũng sẽ không sử dụng để đặt lên trên bàn thờ, những nơi uy nghiêm. Tại một số vùng miền của Việt Nam thì hoa dâm bụt tượng trưng cho những người con gái có lối sống không đàng hoàng, lẳng lơ, hoa mọc bên bờ rào, dễ ngắt dễ hái, ai đi ngang cũng có thể ngắt đem về, hoa đẹp nhưng không bền. Chính vì tên gọi của chúng, chữ dâm trong dâm bụt không hay cho nên không thích hợp để cắm ở nơi tôn nghiêm trang trọng như bàn thờ. Thứ 10, những loại hoa giả. Nhiều người khuyên rằng gia chủ không nên bày hoa giả lên trên bàn thờ mà chỉ nên dâng những loài hoa thật. Bàn thờ chính là nơi linh thiêng, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên hay bậc bề trên. Chính vì vậy, có nhiều ý kiến rằng nếu dâng những vật giả sẽ không thanh tịnh và không thể hiện được cái tâm. Theo quan niệm, việc thờ cúng quan trọng nhất là ở cái tâm, chính vì thế nên dâng hoa tươi và thích hợp để bày tỏ lòng thành kính đối với bậc bề trên. Bạn cũng sẽ không nên dâng hoa héo, hoa khô lên trên bàn thờ, vì theo nhiều ý kiến, làm như vậy sẽ khiến cho mọi người trong nhà gặp nhiều xui rủi, công việc bất lợi và may mắn không tới. Quý vị thân mến, trong ngày mùng 1 thì việc lựa chọn hoa cúng là điều hết sức quan trọng, đặc biệt là vào trong những ngày trong tháng cô hồn. Do vậy quý vị hãy quan tâm đến những lưu ý mà chúng tôi vừa mới chia sẻ để tránh những loài hoa cấm kỵ. Tuy nhiên bên cạnh những loài hoa kiêng kỵ vừa rồi thì cũng có những loài hoa vừa đẹp lại còn mang ý nghĩa tài lộc và may mắn. Nếu mà gia chủ bày những loại hoa này ở trong bàn thờ của mình thì sẽ được bề trên ưu ái phù hộ. Vậy thì đó là những loài hoa nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe chi tiết. Thứ nhất, hoa hồng đỏ. Có thể nói đây là loài hoa phổ biến và không thể thiếu trong những dịp thờ cúng, thể hiện vẻ thanh lịch, mang lại những điều tốt lành, may mắn. Thứ hai, hoa cúc vàng. Đây là loài hoa mang ý nghĩa cho sự sống, tuổi thọ, hoan hỷ vào nhà, khá phổ biến trong các ngày lễ Tết mùng 1 và ngày rằm. Thứ ba, hoa sen. Có nên trưng hoa sen trên bàn thờ hay không? Hoa sen mang mùi hương thanh khiết, tượng trưng cho niềm tin, ý chí kiên cường, được coi là loài hoa có cốt cách và được giới Phật tử sử dụng nhiều trong việc thờ cúng. Thứ tư, hoa huệ ta. Hoa huệ còn có cái tên đó là dạ lai hương, một loài hoa chuyên nở vào ban đêm, tỏa hương thơm ngát. Hoa huệ cũng thường được dùng, lựa chọn để cúng trên bàn thờ vào các dịp lễ Tết. Thứ năm, hoa đồng tiền. Hoa như là tên gọi, mang ý nghĩa tiền tài, thịnh vượng, tuổi thọ và sức khỏe, vậy nên cũng được trưng bày trên bàn thờ để cầu may. Thứ sáu, hoa mai, hoa đào. Đây là một trong những loài hoa thường được bày vào bàn thờ trong những dịp Tết, tượng trưng cho tài lộc phú quý, may mắn vào nhà, trừ tà và mang lại nguồn sinh khí giúp cho gia chủ bình an. Thứ bảy, hoa lai ơn. Loài hoa này được gọi là kiếm lan, khá được yêu thích vào dịp Tết với kiểu dáng đẹp và tươi lâu. Hoa này còn có ý nghĩa đó là tình cảm gắn bó keo sơn. Hoa có nhiều màu sắc và mỗi màu lại mang một ý nghĩa khác nhau. Thứ 8, hoa thực dược. Loài hoa yếu mềm nhưng lại có tác dụng chiêu tài theo phong thủy, nên được các gia đình bày trên bàn thờ, nhất là những gia đình kinh doanh. Quý vị thân mến, ngoài việc chú ý về các loại hoa cúng thì quý vị cũng nên chú ý nhiều đến vấn đề khác. Ví dụ như khi dâng hoa lên trên bàn thờ thì kiêng kỵ kết hợp nhiều loại hoa vì nó không tạo ra được sự thanh tịnh, đồng thời cũng mất thẩm mỹ. Tùy vào mỗi vùng miền thì sẽ linh hoạt về việc sử dụng hoa, nhưng cũng không nên quá thoải mái. Hoa cúng nên chọn những hoa mới chấm nở, không nên nở quá to. Ngoài việc chọn hoa, vị trí và cách đặt bình hoa trên bàn thờ gia tiên cũng như bàn thờ ông địa thì cũng cần được chú ý trong nghệ thuật cắm hoa cúng Phật. Bình hoa cần phải có sự cân đối trên bàn thờ, thể hiện sự nghiêm trang, không quá to che khuất các đồ khác cũng như là không gây lộn xộn. Đặc biệt là không để bình hoa trên bàn thờ héo, cần phải tươi mới. Hoa huệ, hoa hồng nên chọn những bông chưa nở để cho hoa tươi sắc và không bị rụng cánh. Các bạn cũng lưu ý là khi mà cắm hoa, không nên tỉa quá tay cuống hoa, cần phải chừa lại một ít lá để hài hòa với hoa.
bạn nên cẩn thận trong quá trình lau chùi bàn thờ để tránh làm cho lọ hoa trên bàn thờ rơi vỡ. Theo quan niệm tâm linh, vỡ lọ hoa là điểm không tốt, có thể gây nên chuyện không may sẽ xảy đến trong tương lai. Quý vị thân mến, hoa cúng trên bàn thờ gia tiên và thờ Phật cũng cần phải chú ý bởi vì có rất nhiều ý nghĩa, phải không ạ? Hy vọng rằng qua video này thì quý vị đã có thể nhận biết được những loài hoa nào nên và không nên bày trên bàn thờ gia tiên và thờ Phật trong tháng 7 âm lịch, và lại có thể tránh được những điều đại kỵ, vượt qua được những điều xui xẻo và mang lại tài lộc cho mình. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi nội dung chi tiết của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp quý vị vui lòng để lại ở trong phần comment cũng như là liên hệ tới số hotline của chương trình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.